không biết chỉ nó làm sao luôn. Mày cho nó cũng không biết tập đến thì sao luôn. Ừ. Cái đó phải học từ dựng chứ, cái thứ sao. Đó mới không được cái nấu rồi, nấu rồi. Rồi ok, chúng ta lại tiếp tục cái tiếp theo cái pháp phần còn gian dở. Cái phần giảng nghĩa đó, hôm trước chúng ta mới có đi cái phần chánh tạng Pali của cái sở hữu thọ, nó nằm phần ưu thọ. Ưu thọ, ưu thọ Pali là gì nè lớn? Khá quê đó nè. Là bé, nó là khổ thọ. Đó là ưu thọ. Đô ma na xá quê đó nè. Yeah, đô ma na xá quê đó nè. Đó là ưu thọ, quý vị nên nhớ. Rồi, vậy thì mình đi vào giải thích xe. Hôm trước là mình đã nói về cái chánh tạng rồi, nhưng không biết có nói hết chưa ta. Như hôm trước mình đã nói một phần hả? Phải không? Còn phần gì vậy? Hôm trước nay mình nói là Chittasikan là phải dịch là thuộc về tâm. Rồi Chittasikan Asatan là buồn khổ thuộc về tâm. Chittasikan Dukkhan là đau khổ thuộc về tâm. Thì cái buồn khổ khác cái đau khổ chỗ nào? Rồi Chitto Sampasayan Asatan Dukkhan Vedayitan. Đó là cái chi nữa. Ở chúng ta mới có hai chi thôi, nên đề là một đống chi. Ủa, tịnh sự với tu chỉnh khác không? Ôi, khác quá, khác luôn rồi. À, sự tịnh sự chỉ có 1, 2, 3. Sở hữu tâm hưởng buồn khổ, phi hỷ sanh tử ý xúc. Hứng chịu buồn khổ, phi hỷ sanh tử ý xúc. Vậy thì á, nó chỉ có hai chi thôi. Hai chi phối hợp chung với một chi chung là ba chi thôi. À, ở dưới này ở ban tu chỉnh thì dịch lại nó ra là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chi. Không sản khoái thuộc về tâm, khó chịu thuộc về tâm, trạng thái cảm thọ không sản khoái, khó chịu sanh từ tâm xúc, sự cảm giác không sản khoái, khó chịu sanh từ tâm xúc. Rồi nếu như theo cái luận lý logic ha, thì cái dịch của bên ban tu chỉnh có vấn đề, không thể tách hai cái chi khó chịu sanh từ cảm xúc, sanh từ tâm xúc, cái màu hồng của cái màu tím tím á, tím cánh sen đó, với cái màu xanh lợt á, xanh gì đó không biết nữa, xanh rêu ha, khó chịu sanh từ tâm xúc, hai cái này nó nhập chung với nhau rồi. Trong cùng một câu không thể liệt kê chi pháp, hai chi pháp giống hệt nhau trong cùng một câu. Đức Phật đâu có bị điên đâu mà tự nhiên nói hai cái giống hệt trong cùng một câu. Cho nên dịch cái này sai 100% luôn. Chúng ta mới thấy rất là khó. Vì sao vậy? Vì tiếng Pali không có dấu phẩy. Chết gì đó. Dù hay nhìn cái Pali có dấu phẩy đâu, viết luôn, tụt tụt lốt luôn. Trời ơi, tách ra là tách ra dựa trên sự hiểu biết văn cảnh của người đó, dựa trên sự suy đoán của người đó. Cho nên nói rất là cẩn thận. Thấy dịch kia ban tu chỉnh thấy có vấn đề rồi. Bây giờ dịch của ngày tịnh sự thì nó là hai chi phối hợp với một chi chung. Nó là sở hữu tâm hưởng buồn khổ phi hỷ sanh tử xúc, và hứng chịu buồn khổ phi hỷ sanh tử xúc. Vậy thì cái chữ sanh tử xúc á, phi hỷ sanh tử chung với buồn khổ đó, hai cái đó nó tách ra thôi. Ồ, như vậy là mình tham khảo hai cái bản đối chiếu này, mình thấy có vấn đề, rất có vấn đề. Không có cái thể loại dấu câu luôn. Thằng này không có thể loại dấu câu luôn. Đó. Cho nên á, mình sẽ rất là nghi ngờ. Hơn là dịch như vậy, mình xét luận lý, mình còn biết được nó đúng nó sai nha. Chớ mà đó, bây giờ mà dịch mà nó không có luôn á, không có phát hiện luôn, còn mình biết tin ai? Trời ơi, giữa trời đất bao la thanh thiên bạch nhật này biết tin ai? Là chết luôn. Chúng ta thấy hai cái chi là được rồi đó.
chiếc taxi căng nè, với chiếc taxi căng đúc thăng nè là được nè, là được một bộ nè. Rồi phía sau nó giờ tôi thấy có một cái sự lặp lại chỗ là chia tố sambasayan, ở dưới là chia tố cũng là chia tố sambasaya, cái sambasayan sambasaya nè nó lặp lại nè, vậy là cái chỗ này là một cụm nè, cái cụm này là một chi nè, tôi mở khác nè, rồi cụm dưới này là một chi nè, vậy là tôi màu khác đi. Rồi nếu như mà tách ra như vậy thì Du sẽ thấy đây nó sẽ có bốn chi, tách ra như là có bốn chi, mình thử nha, mình thử thôi chứ không có chịu không nè. Chê tô chê tô rồi đây vô chê tô sâm phát xa giang sâm phát xa một cái bà chưa mở phần mềm cái bali lên quấn đứng luôn máy. Ý xúc nè, chê tô xem bát xa văn nè, là ý xúc nè, nó sẽ xúc chạm đến ý nè, nó sẽ xúc chạm đến ý. Asatang là buồn khổ nè, buồn khổ, buồn, buồn khổ, đau khổ. Vedana đó, Vedana là, Vedana là gì? Đợn là vậy thì ở trên ba tiêu chỉnh dịch là trạng thái cảm thọ, trạng thái cảm thọ không sảng khoái khó chịu sanh từ tâm xúc là nguyên một cụm. Như vậy là ba tiêu chỉnh dịch này không có nên có dấu phẩy ở đây, ba tiêu chỉnh dịch phải là cái dấu gạch nấu, hiểu chưa đó không? Chứ như liên tục được. Ghi luôn luôn cũng được, hoặc là gạch nói chứ không có được đưa dấu phẩy vô đó. Đưa dấu phẩy vô đó là không được chi pháp với thằng trước liền, là chết nhát. Cái đó là một ý con chứ không được xem là một ý lớn. Ồ a ồ a. Như vậy thì mình sẽ phải dịch lại ở dưới là sự cảm giác, còn này là trạng thái cảm thọ. Vậy thì nó sự cảm giác với trạng thái cảm thọ nó khác nhau chỗ nào? Trong cái đó ở dưới là quê đá nè, ở trên là quê đá di tăng, quê đá di tăng, tăng. Cha dùm quê đá di tăng nữa, quê đá di tăng, quê đá di tá là sự cảm giác, sự từng trải qua, sự cảm giác đúng không? Sự cảm giác rồi chết rồi, vậy thì chữ quê đá na dưới là nó cũng là sự cảm thọ đúng không? Đúng rồi, quê đá na thì Asata đi khăn, cái này ăn hết luôn. Một cái ăn hết, một cái à hết. Cái gì ăn thì cái gì có nhiều ý nghĩa. Nhiều ý nghĩa, ăn cũng nhiều ý nghĩa, ăn cũng nhiều kiểu, nhiều loại nữa. Tự
Mình có thể bắt chước bên ban tu chỉnh trước khi mình ra một cái gì đó mới hơn, để có sự học nhiều hơn. Cả một thái thì khi có tác động cơ thể là cảm thọ buồn khổ đau đớn, trạng thái cảm thọ buồn khổ đau đớn từ đấy đến đời này. Trên là sở hữu tâm hưởng buồn khổ. Thôi tạm thời vậy đi. Quay thiền sư. Rồi cái thằng kia tô sầm cái là thứ hai nè, thứ năm phút năm nhất quan là từ hơn vì chưa tức là thằng e ta ba đức hà quê đá nè. Nó sẽ là sự cảm giác, khi là cảm giác, sự cảm giác buồn khổ đau đớn có được do ý thức, sự cảm giác buồn khổ đau đớn có ý thức. Rồi lên lên alo được. Alo nghe. Cho tôi hỏi đây, có chút bên trung tâm không vậy? Có. Có lắm không? Có con nó kiến lên nè. Là sao? Có Ly Cang nhắn là chị Trúc coi tin nhắn giùm em nó một cái. Chị Trúc xin quay lòng coi tin nhắn của em Ly Cang với. Đừng bỏ rơi em tội nghiệp. Hi hi. Sáng rồi có chai kiến mà cứ mình chờ đi ha, mình chờ nữa cái cô My dạy Bali cho mình cái mình gáp vô đây. Dùng quê đó nha, đi chịu cái tâm được yên đi ha. Thì đúng rồi đấy. Ừ, trong đây người muốn chơi thì dịch đó là chữ Vedana, người dịch là chữ sensation, tức là cái sự cảm nhận thông qua giác quan, thông qua cái thân. Còn cái chữ quê đá di tá, người dịch là chưa, tức là tham luôn. Rồi là Vedana hả? Cho nên ở đây bác sĩ chỉnh dịch lại thấy đúng nè. Một cái là sự cảm giác buồn khổ. Sự cảm giác buồn khổ là cảm giác qua hữu quan. Cảm giác buồn khổ. Ừ. Buồn khổ của ta. Không. Buồn khổ có thể cảm giác qua hữu quan. Còn trạng thái cảm thọ buồn khổ. Trạng thái chắc chắn phải là tâm. Không thể là hữu quan nữa. Cho nên ban điều chỉnh dịch lại cái chỗ này nó ổn này. Nhưng mà chỉ thừa với phải thôi. Là cái dấu phẩy dưới trạng thái cảm thọ. Là bỏ mấy hai cái dấu phẩy đó tô hết như một màu. Là đúng. Là đúng. Nó thì mình dịch chi lại đó. Thì nó càng đúng rồi đó. Mình phải chấp nhận vậy đi. Trước khi mình có cái gì mới xịn hơn.
Cho nên nếu mà phải ở giữa đó là thấy nha, nó chết quét liền nha. Màu tím và màu xanh kia đụng nhau nổ bùm. Ủa như là tối nay là mình giao lưu giao hữu hả, mình không có họp á hả? Tối mai thầy tối mai họp nha. Để tối nay chút lên giao lưu nha con. Ừ, đại diện gái Cần Thơ. Cái gì? Ông ơi, ơi nghe. Tối tối nay mọi người giao lưu hả? Ừ, giới thiệu qua lại rồi để tổ chức thêm mấy hội thảo nữa. Thế cái gì có gì tôi dạy xong tôi chạy về nhà. Ừ, rồi giới thiệu gái Bến Tre rồi cho người ta. Gái Bến Tre mất chuyện nhà xong bài rồi. Quay Sóc Trăng ơi. Trời quá tiếp khách được chứ. Có gái cầu bà bộn tiếp được rồi. Thôi bà chút kéo nguyên nhớ mình thành dự án đảo. Rồi, cái gì ghi xong chưa? Chắc chưa đâu ha, bên ly không à. Từ từ đi. Từ quánh biết cái chuột cũng quen. Đây là cái gì tên của quánh đi. Cho quen. Chọn bài rất nhanh. Cái gì ghi rất nhanh, thành có cái gì đánh lại đó. Cái gì chờ chờ, mở chấm là thằng nào. Thằng nó mất hết 3 giây rồi. Cái kia nó cái tay bự nó chọc chọc rồi chọc bậy nó cái xó giết lợn nè. Đó mình làm lại cái giáo trình này là có tâm hơn ông cư sĩ Nguyễn Đức Tài nhiều lắm rồi đó. Ông chưa đuổi rồi. Là từ nào mà nghỉ chưa mới bắt đầu được, cái học thứ 6 mà. Nói chung là nghỉ đâu thì sao còn bộ thì sao nghỉ tháng thứ 3, tháng 4 vô quà xong tổng kết hay không luôn. Thôi hỏi hổng hổng thảo luận á là tính tuần sau là bắt đầu học luôn. Sao học được? Nhưng mà nó bảo là sẽ bị lọt sọt. Bây giờ tuần sau có một số buổi nghỉ thôi, số buổi chưa có nghỉ. Thứ 6 thì được nghỉ xong tổng kết hay không? Vậy thì có thể được bắt đầu học từ thứ 6 luôn. Học sớm đi. Ủa vậy thứ 5 lạnh thì thứ 4 đi tổng kết rồi. Dạ. Thứ 5 thì như là quà dưới gì nha. Quà dưới kia gì. Ủa vậy thứ 4 là gì? Thứ 4 là tổng kết chứ mà thứ 5 thì quà. Nó ngộ chứ. Hả? Tôi cũng muốn thấy thứ 4 lên trường đó thôi. Hình như tổng vệ sinh. Cái con này nó bị đi. Nghĩ nó một lần. Chẳng thấy cảm họ buồn khổ sân tỉ sức. Từ từ là gì? Từ là dự định vệ sinh toàn trường. Dọn lớp học này nọ. Rồi cứ năm là cái gì đó. Đi sáng là cơm sáng là cơm sáng. Để đi thì cứ sáng là cơm nhận quà chứ. Thì đúng rồi, sáng đi sao mà học được. Tầm 7, tầm 2 thôi. Đi chiều sau là có 4 chiều động gì không phải tự nhiên tổng kết như cái buổi sáng như cái chiều động dạ má ơi má bị đi như thế này á cả buổi làm sáng buổi sáng mà. Ừ, thì cái con này tâm đau khổ sân tử xúc buổi chiều học gì đâu làm như đứa nào cũng vẫn gùi như nó vậy thôi ơi bắt đầu mấy cái chương trình mới từ sau nữa
Giờ ngày mai bắt đầu học rồi. Chỉ có chút táo thì là bắt đầu sớm thôi. Cộng với những cái lớp nào vốn dĩ đã sẵn có, chưa có thêm mới. Chúc đi xong chưa? Thất nghĩa hay giải nghĩa? Sự ưu hay cách ưu hoặc ưu thọ? Ghi theo cách. Sự ưu hay cách ưu? Ưu thọ là buồn sầu khóc khổ ưu ai chỉ trạng thái của hai thứ tâm sân. Và pháp câu sanh liên quan tâm bất thiện và tâm quả bất thiện. Sự ưu nhiều hay ít đều do mãnh lực của xúc. Do mãnh lực của xúc, nghĩa là cảnh và tâm chạm nhau nhiều. Nghĩa là cảnh và tâm chạm nhau nhiều. Tâm chạm nhau nhiều thì sự hứng chịu ưu cả cũng nhiều. Nếu tâm và cảnh chạm nhau ít thì sự ưu cũng ít. Được không? Đi từ từ đi. Đó, từ như cách thương hay từ thọ mình xa buồn khẩu khổ u ai trạng thái hay tâm sân á và các pháp của sinh liên quan. Như vậy thì mình rất là khó để nói rằng là mình buồn là do buồn do thiện hay buồn do quả. Cũng như vậy sầu khóc khổ ưu ai khó mà nói là đó trạng thái do tâm bất thiện hay tâm buồn quả bất thiện. Đó.
hậu quả bất thiện nào mà nó liên đới nó làm cho mình khổ vậy? Quả bất thiện nào làm cho mình khổ như vậy? Cái gì mà khổ? Thằng ưu nó có tương ứng với vui được không? Hả? Thì sao mà thằng ưu mà tương ứng với vui được? Cho nên chắc chắn thằng ưu không thể là tương ứng với hỷ được. Cho nên hỷ lạc bỏ ra. Vậy thì thằng ưu nó sẽ dễ dàng tương ứng với khổ. Cho nên tâm quả bất thiện mà nó có khổ là cái gì? Nói lại cái tâm thân thức họ khổ quả bất thiện vô nhân. Thì cái tâm đó là cái tâm mà nó có sanh liên quan tới cái tâm sân thọ ưu, nó hiện mình nên khổ. Ví dụ nè, mình ưu buồn cái mình khóc, mình hỏi cái mình thấy rát của mắt đó, mình rát của mắt nó là tâm gì mà biết rát của mắt vậy? Thân thức họ khổ quả bất thiện bất thiện nguyên nhân. Còn cái trạng thái ưu buồn ở trong tâm để mà sinh ra cái sự khóc nơi thân, để mà đau như vậy, để mà bắt được như vậy, thì bên trong ruột nó là đô man nát xá xá gia tăng, được chưa? Trợn với ưu đó. Tâm gì mà đi nói cái ưu? Tâm sân. Trong khi đó thì sân, trong khi đó là sân gì? Sân thượng hả? Sân gì? Tâm sân họ ư họ khổ 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 như vô cũng được. Ý nói gì, bản chất cái tâm sân, sân nó có hai loại. Một loại là sân sân hận, là thù thù hằn căm phẫn, ghét bỏ, giận dữ dỗi hờn hoãn cách. Một trạng thái nữa là buồn đau bi đát khổ sở não nề. Hai trạng thái nha, hai trạng thái của sân mình dùng là sân là dosa citta. Thì mình phải hiểu nó có cái hai trạng thái đó. Một trạng thái rất là biểu hiện lên trên, một trạng thái rất là biểu hiện dưới. Là nó như thế. Vậy thì cái trạng thái, hai trạng thái tâm đó chia đều đi kèm theo cái sự tương ứng với quả và sự nguyên nhân nghiệp thân, nó hiện bày ra. Rồi, ghi kịp không? Nếu quý vị bên kia mà thấy không ổn chỗ nào thì làm đó nha em nha. Bây giờ lại tiếp là sầu, xô cá, sầu, một xô cá luôn. Mình nhớ xô cá là sầu đó nha. Xô dịch là nó khác. Xô dịch là bé như khổ. Vui. Làm sao thoát được lưới trời tuy rộng tuy thưa nhưng khó thoát. Sầu là sầu muộn, buồn rầu, sầu bi. Sầu muộn, buồn rầu, sầu bi, bum bum bum. Đây chỉ ngay sự buồn rầu gọi là sầu. Đây chỉ ngay sự buồn rầu, sự buồn rầu gọi là sầu. Sầu tức là ưu thọ hợp với tâm sân. Thì bản chất thì nó chỉ là tâm sân thôi chứ không có lại gì khác hết.
hết sầu nào nữa, ưu khổ não gì là sao hết à. Vì bản thể nó có chỉ một nhưng hình dạng thì nó sẽ nhiều, cái gì hiểu không? Ví dụ thấy máu rớt ra là mình biết đứt, nhưng không biết đứt chỗ nào thôi. Sai chữ. Đây chỉ ngay sự buồn rầu gọi là sầu. Sầu như là sầu ha, xin lỗi, gọi là sầu. Sầu. Sầu xong rồi chưa? Sầu rồi tới khóc nha. Bà đi đi quá. Đi đi quá. Mình tới khóc, bắt đầu mình bàn việc khóc nè ha. Khóc này là nó tranh cãi lắm nè. Bà lý đều quá, bà lý đều quá, bà lý đều quá. Khóc nghĩa là than thở kêu oan. Tôi nghĩ là kêu vang á, rồi kêu oan đó. Kêu vang thì đúng không? Vang rồi kìa. Vang, vang xin á. Vang đi. Để tôi sửa nha, cho nên cái tô này đang kiếm nghiệm cho tôi nha. Kêu oan. Tôi kêu oan á, mà kêu kỳ cục hà. Kêu vang. Vang lên á. Nghe không? Kêu vang. Gọi là khóc. Hay là cách nào làm cho chúng sanh rơi lụy. Rơi lụy là rơi lệ. Cách nào làm cho chúng sanh rơi lệ. Cách nam bộ xưa đã dùng vậy. Ví dụ như than thở. Kêu la. Kêu la. Cách đó gọi là khóc. Cách đó gọi là khóc. Nhân sanh khóc có ngủ điêu tàn. Khóc ngủ điêu tàn. Ngủ là điêu tàn nghe, đứa nằm ngủ đi nghe. Bà giá sanh á. Bà giá sa na. Ngủ điêu tàn là cái thứ gì? Xin ngủ điêu tàn thứ này. Ghi đi, ghi thấy gì không kịp rồi. Vậy thì mình nói về ngủ điêu tàn, nói về điêu khóc xong đó mình sẽ nói nè. Khi mà nói khóc thì người ta thường hay nói khóc thì nó sẽ đi kèm với tâm bất thiện là sân. Mà người ta cũng sẽ nói đó là không phải khóc nào thì cũng sân. Thì tôi cũng không biết cái khóc nào thì nó sân, khóc nào thì nó cũng sân. Khóc thì con sân cũng vui á, thì khóc sẽ sân hơn. Cảm động được rồi. Dù biết được tâm hả? Dù biết được tâm trong khi đó ra sao hả? Tôi biết thì tôi chỉ nói vậy thôi đó. Có người ta nói vậy đó, tôi nói thiệt thôi. Chứ tôi cũng có biết được thiệt ra trong khi khóc đó, khóc nào có sân, khóc đập không có sân. Hay là mọi cái khóc đều có sân, hay mọi cái khóc đều không có sân. Thì thiệt là khó nói. Thì chỉ có thể nói được rằng là sầu thì có sân đó. Chứ không thể nói khóc có sân không có sân được. Khóc đó là một diễn trình rất là xa vời, trong khi đó buồn vui lẫn lộn. Khó để nói đâu. Đâu phải trong cái lúc mà mình khóc mình chỉ có sân không đó. Đâu có phải là thuần khiết tâm sinh trong khi khóc đâu. Nhiều khi người ta lấy mất cái điện thoại của mình, cái mình cũng khóc nữa. Mà khóc vì tức, xong khóc vì bức, xong rồi khóc vì ham đấy. Tiếc của hồi mất rồi cái kìa. Làm cái sự tổng không có tâm sản. Không có nói lắm mà nói. Ủa quá nhiều á, người ta quan hỷ quá, người ta cũng khóc nữa. Thì trời ơi, xấu biết
lỗ tâm trong cái đó được. Nó đi sâu hơn cái mình mới thấy nó khó, khó nói lắm. Cho nên là thôi mình tách ra siêu thế duyên, hiệp thế duyên đi, đừng có gặp chung vô hỏi. Nhưng trong khi con đi tè tâm gì vậy, trời ơi ai mà biết. Ai mà nhìn thấy tâm đó mà biết. Mình có nói đâu. Nhưng mà đây sự điều tàn mà dẫn đến cái khóc nè, thật là có nè. À, cái đầu tiên, nhà tí. Nhà tí điều tàn con. Bà giá sa na. Bà giá sa na. Nhà tí bà giá sa na là thân tộc điêu tàn, thân tộc điêu tàn hay là thân quyến điêu tàn, thần quyến điêu tàn, hiểu ha? Tức là điều bất hạnh xảy ra đối với những người mà mình xem là quan trọng. Đó, phải dịch như vậy. Thân quyến chứ không có nên dịch thân tộc. Thân tộc khác thân quyến của mình. Là người trong gia tộc. Thân tộc là con chim mình, con chim sống. Ồ, đó, cái này không có. Trời ơi, bởi vì tôi mới nói làm sao mà mình học kinh tạng mình không hiểu mẹ gì hết. Là tại vì á, là mình không có hiểu ngôn ngữ Pali á. Giống như tiếng Việt, cho nên cái thân tộc thân quyến thôi. Mình ghi thành tiếng Anh rồi, ông của nội nó không biết nữa. Không có phân biệt được. Thân tộc là dòng tộc cùng chung huyết thống, có sự gần gũi thân thiết, đó gọi là thân tộc chưa. Thân quyến là những người gần gũi thân thiết, sanh ra quyến liếm, khó rời bỏ. Hai cái như thì thân quyến nó rộng hơn, thân quyến nó chính xác hơn thân tộc. Đúng không? Có nhiều khi thân tộc á, đứa mà bị điêu tàn á, cái này vui, trời ơi đáng đời, chết thì biết rồi, ngu. Đâu có buồn, đâu có xin cái khóc, đâu vui, hớn hở nữa. Nên nói thân tộc thì không phù hợp. Phải sửa lại thân quyến. Đây mà cái này của tôi hết á, cho nên tôi sẽ chia lại một tiếng. Đừng đối thừa ông kia. Thân quyến không. Mình nói thân tập thì nó không có chính xác. Ví dụ như hai cái người họ thương nhau, họ cưới nhau đi, cái nhà bên kia đâu phải thân tập của họ đâu. Nhưng mà cái nhà bên kia có chuyện họ cũng đau lòng, đau đời đoạn, khóc rồi ôi tỉnh ra để khóc rồi lại mê. Biết ăn à? Biết luôn. Con cười nhiều quá. Đúng rồi. Có ơn cho mẹ cái đau đầu nó cảm vậy đó. Con Kiều là ai? Thì không được. Chứ con Kiều không nói biết gì quá. Thì còn biết là con là nó lợi dụng cha nó bị bắt, nó bán tùm lum thôi nó chung.
ông vua ông biết cái đó để vui vui thôi, đâu ngờ đời sao lộng quá. Cái thứ hai là tài sản điêu tàn. Tài sản điêu tàn tức là cái Bali luôn đấy nha, cho nó đồng bộ Bali trước. Bali của tài sản điêu tàn là phô gá, phô gá Pasayana bà sa gia na là tài sản điêu tàn. Điêu tàn tài sản lưu tài tức là của cải, quyền lực tiêu hao, mất tiền đó gọi là tài sản lưu tài. Pogasena nhà tiên Pogasena, Pogasena rồi broga basiana ba sa ya na bệnh tật điêu tàn mất của khóc nè, mất người thương khóc nè, mất của khóc nè, mất sức khỏe khóc nè. Đó. Nhưng cái này thì nó hơi có chữ xíu này, phải cái gì đó là sila pasiana dưới và dưới gì ta sila ba và yana dịch đó là sự phá giới hay là giới di tạc. Giới điêu tàn hay là sự phá giới. Rồi sao cái này điêu tàn đây? Giờ hết rồi. Ba cái trên là hiểu hết đúng không? Ừ. Phá giới điêu tàn. Tên bị quỷ hoại rồi gì nữa, thế giới á vốn dĩ nó là gì nè, nó tên đồ sống thì mình thấy gọi nó là đạo đức. Ồ, nó là đạo đức sao, đạo đức xuống cấp điêu tàn. Sự bại hoại về đạo đức. Nhưng mà cái tầng vĩ mô á về đạo đức là loạn lạc điêu tan, cho nên khóc lóc nghiến răng. Ở cái nơi khóc lóc nghiến răng thì nếu mà nó khóc, mà nó khóc nhiều quá nó nghiến răng, chứ là phải tự nhiên ta nó khóc róc nghiến răng đó. Đó là một cái sự quỷ hoại. Nó đi tan. Đi tan chứ không phải đi tan. Ông nói ngồi thôi. À, đi tan chứ không đi tan. Đi
Mình thích thì mình làm từ mới thôi. Nếu là có đó, có đi hả? Nếu mà đi tan thì bên đó có gờ. Ừ, đúng rồi, là tan tóc. Điêu thương tan tóc, cho nên giữa nó sẽ có một nói. Nếu mà viết kiểu trước 75 thì cái đó cũng được. Cái chiếc chiếc mình mà biết liền nó như vậy. Giờ nhìn vô chỉ có ngu. Đó, vậy thì hiểu về sự phá giới điêu tàn sao hay khó rồi. Thứ năm, chi kiến điêu tàn biết thí là sẽ danh nát. Biết thí vì người ta bỏ chữ sang má đó. Ừ, đúng rồi. Ta mới gọi kiến điêu tàn. Biết thí ba ba giá ngã kiến điêu tàn. Tri kiến đưa tài. Sao? Này tại sao khóc? Tri kiến đưa tài là khổ hay là ngô? Ngô. Ngô. Sao? Sao khổ? Khổ. Đưa. Đi đến khóc cũng không khóc. Khóc phải lóc. Em biết lóc là gì không? Biết lắc hả? Tại dạ. Sao người ta gọi con cá lóc? Giống con đi bơi đi qua vậy đó. Tại sao người ta gọi con cá lóc? Tại nó hơi khóc không? Còn cá lóc nó hơi khóc không ơi? Nó bò theo cái kiểu lăn lóc á. Nó lóc 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 cái gì nè. Người vừa khóc người vừa bò. Ờ. Bò lăn dạ. Bò lóc cái vậy đó. Khóc ngầm ra nó đặt như cá đất đầu cá lóc đập đầu vậy đó. Nó gọi là khóc lóc. Bữa nào thử lấy hai không biết bữa nào thử lấy bữa nào mà lựa đứa nào đó yêu đi cái nó bỏ đó khóc lóc nó được đặt đặt nhìn mắc cười đó nhưng lúc đó đâu có cười được cái tâm lý. Biết rồi, giờ phải tâm lý. Nó không có được chửi, không có được cười. À, sao phải nghiến răng hả? Nghiến răng là một trong những cái hành động, một cái trạng thái mà tự hủy hoại mình á. Khi mà một cái người đau khổ quá, người ta đấm tay vô tường, bút tung 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 nè. Ủa, đặt tay vô ngực đấy ha, y như tập răng vậy đó. Rồi đá cái này cái kia nè, rồi cắt kiểu là đưa đến cái hành động tự hủy hoại mình. Thì quý vị đều biết là tâm sân là cái tâm mà đưa đến sự hủy hoại. Hủy hoại mình và hủy hoại người. Thì bản chất của cái tâm sân là như vậy, cho nên nó mới dẫn đưa đến cái thân biểu hành vi như vậy. Được chưa? Rồi cái chỗ này cái mình ghi chú một cái ghi chú này chú của tôi khó để nói trong mọi trạng thái khóc. Điều có tâm sân hoàn toàn. Em hiểu không? Nó thật chí là tôi đọc cái cách hình văn của ông Thái Nguyên, tôi dính cái chữ hình văn chữ này không ai hiểu. Mình sửa lại cho nó cái xu này xong. Ờ, không phải hoàn toàn.
thăm sơn hiển bài, trầm từ chúng tành đạt tóc. Thầy còn sao hiểu dễ, dễ hơn đúng không? Không có sao để mà tôi không có đầu dễ hơn. Cái là chuyện bật xui. Còn cái chuyện bài cái chuyện có lúc đầu á là để nhấn mạnh diễn diễn hai cái cách diễn đạt ha, một cái diễn đạt như cái cách sau á là người ta hiểu nó đơn giản, bởi vì cái cấu trúc nó đơn giản. Nhưng mà người ta diễn bài theo cách đầu á là người ta muốn nhấn mạnh, thì người ta diễn đạt theo cách đầu tiên. Nhấn mạnh cái gì? Dạ đúng rồi, người ta nhấn mạnh cái chỗ là khó để nói, không sao là giải thích cho người khó để nói đó. Dấu phẩy, tác dụng của dấu phẩy trong con phạm thì mà nói khó để nói tức là không có chắc được, không có phải là đúng như vậy. Cái vậy đây là cái gì nói sao, nhưng mà không có đúng nha, mà nhắc từ trước là không có đúng nha, hiểu chưa? Đấy, còn cái câu sau thì nó không có gì đặc biệt, là tại vì nó rất là bình thường. Rồi đó, mà nếu mà diễn đạt theo cái kiểu mà rất là bình dân, là bình dân là không phải để chúng sanh khóc là điều là toàn bộ tâm trong quá trình đó đều là tâm tân nhiên. Được không? Ừ, cách diễn đạt nó khác thôi chứ nó cũng nghĩa mà. Tại sao nó nhấn mạnh cái gì mình hiểu mình nó dễ. Nhưng mà cái người mà dịch cái câu này trở về bên cái ngôn ngữ của người ta đó, tự nó quéo đó. Nếu như mà người ta hiểu được cái câu này rồi, người ta dịch nó trở về thì nó dễ. Mà người ta không có hiểu cái câu này mà người ta dịch nó về là chết. Dịch cái câu chữ nữa, chữ qua chữ là chết. Cho nên khó quá, không có dễ đâu. Do đó mà phải học ngôn ngữ Hồng đó. Chờ đi, ngày sau thì mình mới học cái ngôn ngữ không. Cũng mới học vậy nha. Đây là việc khó.
gớm rồi bẩn thái rồi được chơi nỗi này ha. Điều cần lưu tâm cái này là của anh ta, điều cần lưu tâm cách thể hiện thường thiêu đốt bên trong, cách thể hiện thường thiêu đốt bên trong, hay làm cho tim gan khô héo, làm cho tim gan khô héo, làm cho tâm thường bực bội, bực bội buồn bực theo ngủ ưu tài. Và có tâm sân tất cả đây là khi mà mình buồn sầu đau đớn oán giận ghét bỏ sân hận các kiểu thì lúc đó tiền vàng nó cháy chẳng được, mình đâu có biết đâu, mình đâu có biết đâu. Ở lúc đó là cái não nó tiết ra một số các hormone nó được ức chế với chuyện thương bào, dẫn đến rối loạn với chuyện thương bào, mà quá quá trình thương bào rối loạn thì nó ung thư thôi. Thôi cho nên cẩn thận nha, sống vui sống khỏe sống có ít. Cơ chế của não mà cơ chế phòng vệ của não mà vậy đó, cái khiến dành cho mình hả, khiến cho mặt nó bị nhăn đâu có mặt nhăn gì, nó khiến cho bụng bự ra chứ mặt nó vậy không hả, cho nó là giận nhưng mà không giả chết mà cũng sợ sợ già con nó bị điên thôi, người ta nói mỗi thôi nó là giận mau chết chứ giận gì hả. Kỳ ha, người ta quan tâm đến sắc đẹp thì người ta sợ già. Trời ơi. Không phải đâu, em nó không phải gì đâu mọi người. Nó chỉ thích bề ngoài chứ nó chứ đâu có quan tâm sắc đẹp được. Chứ mà nói nghe nó quan tâm sắc đẹp thì không biết chịu đâu rồi. Trời, người ta nào cố nó sắc đẹp. Giờ nó học siêu lý rồi, người ta quan tâm nhất nhau mà phải đi vô bản chất chắc không. Dạ, là nó nói ủa hai câu giải thích có gì khác nhau. Nó chỉ là mình trở thành đánh lừa bản thân thôi, hiểu không? Mưa nó còn ghê vậy đó. Nên cẩn thận. Trước tiên là mình phải chấp nhận trước đã ha, sau đó mới sửa được. Chấp nhận họ không có rồi từ sửa. Ố la la, hôm nay tới đây thôi, mình dừng ở chỗ này. Buổi sau mình sẽ đi đến khổ u ai. Lúc khá đồng minh xa u pa và xa. À, đó là mấy cái buổi sau mình đi. Rồi mình nghỉ một xíu để qua trước học Phật giáo. Ui, tao chiều nay là gặp Sáng Nhiên nữa rồi. Lộ trình tâm á, tính học tài liệu của sư Sáng Nhiên, nhưng mà ngay cái quyển bị lủng rồi, quyển mới kêu rồi, quyển thứ hai không có quyển thứ hai đó. Cho nên phải học cái quyển khác. Thì có nghe đi thăm bán hai là có lộ trình tâm. Dạ. Rồi mình sẽ học cái quyển xử lý trung học. Như của thì cũng chưa thành nhân vật đó. Ok, bye bye quý vị, mình nghỉ ngơi 9:10 mình trở lại với tiết mục tiết học Phật giáo. Bye 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 bye. Bye bye.